Pháp Hòa kể cho quý vị nghe, cái này là chuyện có thật. Ở bên Canada, Pháp Hòa có một cái gia đình đó, thì cái cô này mẹ của mất, cô tụng địa tạng. Tụng xong 49 ngày kinh địa tạng thì một đêm nọ cô nằm trên bao, cô nghe tiếng của một người đàn bà: cô ơi cô giúp giùm tôi với, tôi tên đó đó, đọc nguyên cái tên ra. Cô giật mình, cô mới nói: ủa, mình đâu có quen ai tên này mà bây giờ người ta nhờ mình. Thôi kệ đi, mình tụng thời kinh mình hồi hướng cho người đó, đâu có mất mát gì, hồi hướng cho họ. Bản thời gian sau thì cô nằm trên bao, cô lại nghe người khác kêu cứu bằng cái tên khác, mà liên tục 5-7 người vậy đó. Cô cũng cứ làm, cứ cầu nguyện cho họ qua cái kinh địa tạng. Khi mà cô trở về Việt Nam, cô vô thăm nghĩa trang của mẹ cô đó, thì cô nhìn xung quanh cô té ngửa, thì ra những người mà cô đọc tên mấy tháng nay ở bên Canada này đó, toàn là mấy cái mộ xung quanh đó, ở bên Canada. Vì vậy những người đó họ thấy được cái bà cụ này được người con đổ, cho nên họ mới nhờ mình. Cho nên quý vị biết, khi mình tụng kinh á, mình có cái câu cuối cùng quý vị nhớ không? Âm siêu dương thới đó. Cho nên tụng kinh á, nó có một cái lực hay vô cùng, mà tại mình chưa nhận ra cho nên mình không thấy.